Bạn Di Băng tung chiêu cuối cùng để vớt vát thành tích của chị em. Thị trường điện ảnh Việt những ngày đầu năm đang nóng hơn bao giờ hết khi các ôm tấn khủng ra rạp, tạo nên cơn sốt lớn trong giới trẻ. Đặc biệt phải kể đến hai cái tên nổi bật nhất là Nhà Bà Nữ và chị em. Nếu như Nhà Bà Nữ vừa chạm thành tích khủng 250 tỷ doanh thu, thì thành tích của chị em có phần lẹt đẹt hơn với hơn 50 tỷ. Tuy con số này không quá tệ với một bộ phim điện ảnh trong nước, nhưng rõ ràng chị em đang bị bộ phim của Trấn Thành cho hít khói khi doanh thu chỉ bằng 1/5 Nhà Bà Nữ. Mới đây, Đoàn Di Băng, nhà đầu tư kiêm giám đốc sản xuất của bộ phim đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng để thực hiện được cảnh nóng trong phim, Ngọc Trinh đã hoàn toàn nuốt 100%. Có vẻ như sau những màn PR như tặng kim cương cho khán giả may mắn, thì đây chính là chiều cuối mà nữ doanh nhân tung ra để vớt vát lại thành tích của chị em trước đối thủ. Không biết cái cách này có thật sự giúp bộ phim thu hút hơn không, thế nhưng một bộ phận khán giả đã bày tỏ quan điểm rằng nếu như một bộ phim phải dùng đến cảnh nóng để lôi kéo người xem, thì đó chính là một bộ phim thất bại.